Sản xuất, kinh doanh sinh vật cảnh không còn đơn thuần là thú chơi tao nhã, mà đã trở thành mô hình mang lại hiệu quả kinh tế cao của nhiều hộ gia đình, đóng góp ngày càng lớn về giá trị kinh tế, dần trở thành ngành kinh tế sinh thái mũi nhọn trong phát triển kinh tế xã hội của địa phương. Bén duyên với nghề nuôi cá cảnh cách nay 22 năm, giờ đây anh Nguyễn Trọng Dương đã là chủ cửa hàng cá cảnh lớn ở phường Lái Thiêu, thành phố Thuận An. Anh được Ủy ban Nhân dân tỉnh công nhận là nghệ nhân thuộc ngành nghề nuôi cá cảnh và là phó chủ tịch Hội Cá cảnh tỉnh Bình Dương. Đam mê cộng với quyết tâm, anh đã nhân giống lai tạo được hơn 10 loại cá cảnh có giá trị như cá coi, cá dĩa, cá cánh buồm, cá hồng kim, mì kim, cá hòa lan đang được thị trường ưa chuộng. Lợi nhuận mỗi tháng hơn 10 triệu đồng. Trước đây là mình trang trại, rồi sau đó mình bán cửa hàng. Nhưng mà bây giờ thì mô hình là chuyển về trang trại. Tại vì xu thế người mua cá họ tới những cửa hàng cũng ít, mà họ thích vô những cái trang trại để họ vừa được coi, vừa được mua, vừa được xem, vừa được tìm hiểu về cái nghề nuôi. Thì cái đó nó là một cái thú. Là nghệ nhân dày dặn kinh nghiệm gắn bó với nghề trồng bonsai cây cảnh hơn 20 năm, anh Nguyễn Tấn Lộc ở phường Hiệp An, thành phố Thủ Dầu Một, không chỉ thỏa đam mê cho việc chăm sóc, tạo dáng các loại cây xanh hoa kiển, mà mô hình này còn đem lại nguồn kinh tế khá cho gia đình. Hiện nay anh đã phát triển được 4 vườn ở khu vực Thủ Dầu Một với diện tích hơn 3.000 m², đầu tư trồng nhiều loại hoa kiển bonsai cho trang trí vườn nhà và hoa kiển nội thất. Giá bonsai cây kiển khá đa dạng, từ vài trăm ngàn đến vài chục triệu đồng một cây, đem lại nguồn thu khá cho gia đình. Theo thị trường thì giá trị thị trường theo từng năm tháng thì cái nào nó có giá thì mình sẽ đầu tư cái đó. Hiện nay phong trào sản xuất và kinh doanh sinh vật cảnh đem lại lợi nhuận tốt cho nông dân, nhất là ở khu vực phía nam của tỉnh. Nhiều hộ nông dân và hội viên hội sinh vật cảnh, hội cá cảnh đã phát triển quy mô lớn. Trên địa bàn tỉnh còn hình thành 10 câu lạc bộ chuyên ngành sinh vật cảnh với trên 500 hội viên, tạo ra những tác phẩm sinh vật cảnh có giá trị nghệ thuật và kinh tế cao, tạo nên nội lực mạnh mẽ cho nông nghiệp Bình Dương.